Hello, xin chào tất cả anh nhé. Hôm nay Hoàng sẽ hướng dẫn mọi người Cyberdeck bất tử không cần máy tính trên những cái dòng máy iPad chạy hệ điều hành iOS 14.0 đến 14.8.1 luôn anh em nhé. Và cái này nó hỗ trợ bắt đầu từ chip A12 đổ lên nhá, A12, A13 hay là chip M1 anh em nhé. Rồi ok, thì đầu tiên anh em sẽ mở cho em trình duyệt web Safari lên cho em nhé. Đó, anh em sẽ search cho em là Chrome Store nha. Anh em sẽ Chrome Store anh em nhé. Chrome Store GitHub nhá. Đó, Chrome Store GitHub đi. Đó, vào đúng cái trang chủ GitHub của nó thì chúng ta mới chuẩn được anh em nhé. Đó, anh em sẽ thấy cái trang OPA cái gì này này. Đó, anh em kích vào đây cho em nhé, GitHub nhé. Rồi, anh em đợi một chút, anh em sẽ kéo xuống thì nó sẽ có là iOS 14.0 đến 14.8.1 nhé. Và chip A12 đến A15. Anh em sẽ tìm đúng và kích vào đây cho em nhé. Đó, ok chưa? Nhìn đúng nhá, chuẩn cho em nhé. Và kích vào cái này cho em nhé, để download nhá. Rồi, cài đặt cho em nhé. Đó, mà bắt đầu nó sẽ cài đặt một cái ứng dụng ở ngoài màn hình nhá. Đợi một chút anh em nhé. Rồi, xong thì anh em kích vào đây và ấn cài đặt Chrome cho em nha. Đó, đợi một chút nó sẽ cài đặt Chrome Store nha. Rất là đơn giản thôi. Rồi, sau khi cài đặt Chrome Store rồi anh em kích vào đây này. Đó, đợi một chút cho nó loát cái NIDE nhé. Và anh em bấm vào setting cho em nè. Bật cho em cái URL lên nhé. Đó, GPL Now nè. Rồi, ok, đợi một chút nha. Khá đơn giản thôi anh em nhé. Anh em nào Cyberdeck bằng cái này, chơi game bằng bàn phím mặt chuột ấy, thì mua cục chuyển đổi của T2 nhá. Đây em đang sử dụng cái cục chuyển đổi của T2 này, rất là ngon nhá. Thì em sẽ demo cho anh em nhá. Tiếp theo, anh em mở cho em Safari lên này và anh em sẽ search cho em là tau Gine nhá. Nhớ viết không dấu nhá. Đó, tau Gine GitHub nhá. Ok chưa? Rồi anh em bật đi cho em này. Đó, nó sẽ có cái này này. Đó, anh em kích vào đây cho em nhá. Rồi anh em để ý này, nó phiên bản mới nhất của nó hiện tại là 1.1.7 em nhé. Anh em kích vào cho em cái ô chữ màu xanh này cho em này. Đó, ok. Thì hiện tại nó đang hỗ trợ là iOS 14.0 đến 14.8.1 chip A12 đổ lên anh em nhé. Và anh em kích vào cái APA của nó này. Đó, kích vào đây. Và tải về cho em nhé. Rồi, đợi một chút nó sẽ tải về nhé. Đó. Ok, khi tải xong anh em kích vào đây cho em này và ấn vào cho em cái hình này này. Đó, và ấn cho em sang chôn nha. Rồi ấn cài đặt này. Rồi ok, xong. Khi anh em cài xong thì nó sẽ có ứng dụng tau Gine ở ngoài màn hình này. Đó, anh em trước khi anh em Cyberdeck ấy thì anh em nhớ cho em là bật cho em máy bay nhá, tắt wifi này, tắt AirDrop này và tắt cả Bluetooth nhá. Đó, rồi anh em sẽ kích vào đây và anh em bật Cyberdeck cho em nhá. Đó, ok chưa? Thì nếu mà anh em nào mà chuyển từ UConver sang cái này Cyberdeck ấy thì anh em trước khi Cyberdeck anh em nhớ phải Zito rút FF rồi anh em mới Cyberdeck được nhá. Còn nếu không anh em sẽ không Cyberdeck được đâu. Đó, nhớ phải Zito rút FF để cho sạch cái Cyberdeck của bọn UConver hay bất cứ của một cái nào khác thì anh em mới Cyberdeck được bằng cái tau Gine này anh em nhá. Nhớ phải Zito rút FF cho nó thật là sạch anh em nhá. Và từ cái này chuyển qua cái UConver cũng phải thế nhá, cũng phải Zito rút FF thì chúng ta mới có thể là Cyberdeck được anh em nhá. Rồi ok. Khi anh em bật Cyberdeck không được này thì anh em lại bật máy bay lên cho em nhé và ấn Cyberdeck lại cho em nhé. Đó, anh em cứ ấn Cyberdeck lại vài lần thì là nó sẽ được anh em nhé. Đợi một chút nhá. Đó, nó chạy như này là được này, cài đặt slow này. Đó, em Cyberdeck lần đầu không được, lần thứ hai được luôn anh em nhé. Rồi ok, nó hiện lên cái bảng tau Gine này, khả năng rất là cao là sẽ được nha. Rồi đợi một chút cho nó loát nhá. Đó, vẫn đang Cyberdeck anh em. Thì em thấy Cyberdeck bằng cái tau Gine này em thấy mọi người bảo là nó khá là ổn định và nó ngon hơn cái bọn UConver thì em không biết như nào, anh em có thể chuyển qua và trải nghiệm nhá. Nếu mà không thích thì có thể chuyển lại UConver cũng được nhá. Nếu mà anh em nào mà không ra Black được bằng UConver thì bắt buộc phải dùng cái tau Gine của anh em nhé. Rồi ok, khi ra Black xong thì nó sẽ có Snail này, em kích vào cái Snail nhá. Rồi đợi một chút cho nó loát anh em nhá. Ai quên chứ, em chưa bật bật đấy, em chưa bật wifi nên là anh em nhớ khi trước khi vào Snail thì anh em nhớ bật wifi cho em nhá và mở lại Snail nhá. Nếu anh em vào rồi thì nhớ out ra vào lại nhá để cho loát cái gói cập nhật các thứ ấy anh em. Đó, ở đây nó chưa loát được này, em sẽ thoát ra vào lại nhá. Đó ok, để một chút cho nó loát này. Đó, ok chưa? Hiện tại có 49 gói cần phải cập nhật này. Anh em ấn cập nhật tất cả cho em nhá. Đó, nếu mà hiện lên cái lỗi này ấy, thì mọi người sẽ kích cho em vào một cái cập nhật bất kỳ nhá. Ấn vào đây này, sửa đổi này, nâng cấp này. Đó, cứ nâng cấp cái này trước đi nhá. Rồi ok. Anh em có thể nâng cấp thủ công được nhé. Rồi ok. Đó, khi anh em mà nâng cấp thủ công ok rồi anh em có thể kích vào cập nhật tất cả này. Đó, ấn vào đây này. Đó, thì bây giờ nó sẽ cập nhật tự động tất cả luôn nha. 40 mấy gói này. Đó, ok nhé. Đợi một chút cho nó cập nhật nha. Nói chung là cũng khá là đơn giản anh em nhé. Rồi, đang loát rồi anh em ơi. Đó, ok. Xong rồi anh em nó ấn khởi động Snail cho em nhé. Rồi ok, mở lại Snail cho em này. Đó, ok chưa? Rồi anh em đã ấn vào gói thì nó không có bất cứ một cái gì cập nhật nữa thì nó sẽ là ok nhá. Rồi tiếp theo anh em sẽ mở cho em Safari lên nhá. Và anh em sẽ vào cho em trang web ft3.net nhá. Đó, ft3.net anh em nhá. Rồi ok, anh em sẽ ấn cho em vào phần tải xuống này.
Rồi ạt cho em tải ứng dụng dâu này, kích vào đây. Và bắt đầu tải ứng dụng dâu sale về để chơi anh em nhé. Đó, dâu sale Việt Hóa iOS 14.8.1 đổ về này, ạt vào download cho em này. Thì mất số 1 thôi nhưng mà vẫn dùng được anh em nhé, tải xuống cho em này. Rồi khi download xong, anh em bắn cho em tải xuống cho em này. Tiếp theo, anh em bắn cho em tải về này. Đó, và anh em có thể ấn vào cái download này, nó hiện lên cái phần tải về này. Tải xong thì anh em ấn vào đây cho em nhé. Và ấn cho em vào cái ô này trên này này. Đó, và ấn mở bằng Sleo này. Rồi ok, và ấn nhận cho em này. Danh sách đợi này, xác nhận này. Rồi đợi một chút chạy nha. Rồi ấn khởi động lại này. Đó, như vậy là chúng ta có thể chơi được nhé. Rồi ok. Và hiện lên ứng dụng F3 nha. Và anh em ấn reset lại cái cục GT2 để chúng ta có thể chơi được anh em nhé. Đó, ở đây em sẽ nảy nét vào cho anh em nhìn cho dễ nha. Đó, ok. Rồi, bây giờ anh em ấn cho em vào cái nút của con GT2 này, nó sẽ tắt đi khởi động lại này. Đó, ok, xong thì anh em ấn vào đây. Và ok, cho phép quyền này. Ok này, rồi chọn cho em GT2 nhé. Chơi cắm dây, chọn cắm dây nha. Chơi Bluetooth thì chọn Bluetooth anh em nhé. Và kết nối thôi. Rồi, và anh em mà có thể ấn thêm game nha, PUBG Mobile này. Đó, ok, nếu mà nó không hiện game, anh em kích phần tài khoản này, ấn vào quản lý thiết bị là sẽ được nha. Đó, ở đây nó hiện lên hai game, em xóa vào một cái nha. Rồi ấn mở cho em này. Đó, ok, chuột phím các thứ này. Đó, logo các thứ này, anh em có thể sau logo này. Đó, ok chưa. Rồi, sau logo thì anh em đây, em sẽ ấn vào đây nạn này. Đó, hiện lên logo này, mắc phím các thứ nha. Để một chút em sẽ vào test xem nó có di chuyển các thứ được không anh em nhé. Đó, ở đây em đang dùng cái giá đỡ tự chế 800k và kết hợp với cái am màn hình mọi người. Ok. Rồi, vào phòng tập test xem như nào anh em nhé. Rồi, ok. Đó, xuống xiết các thứ nhận được nha. Đó, phím trước thì em vẫn chưa map đâu. Em mới chỉ map sơ qua AI các thứ nó hoạt động ok chưa. Và sử dụng hoàn toàn ngon lành cánh rào anh em nhé. Đó, anh em thấy không? Đó, thì hiện tại phím em vẫn chưa có map đâu. Em mới map có mấy cái phím thôi. Thì anh em có thể map phím để chơi xem nó có ok không nhá. Nhưng mà em thấy cái tao ra lên này em nó khá là ổn định nhá. Đó, mới map có mấy phím thôi anh em ạ. Ok chưa? Test thì nó hoạt động cũng ok anh em nhé. Đó, di chuyển các thứ ngon nha. Kìm tao mai các thứ vẫn hoạt động bình thường em nhé. Đây là cục chuyển đổi GT2 nhá. Anh em Jai Black bằng cái tao Zalo có thể mua cục chuyển đổi GT2 này về để chơi game bằng bàn phím mặt chuột nhá. Cảm ơn mọi người nha. Xin chào mọi người. Bye bye nhá.